Dạ thôi, đi về đây. Đi thôi coi. Quá ghê. Hay quá. Ra ngoài. Ra ngoài.
Bao nhiêu rồi? Thank you.
Đây.
giải pháp. Quanh kia thế nào? Đứng đi. Đâu đâu đâu. Học này ngọc vô. Ngọc vô ngọc qua bên kia chị bên này. Bên này hả? Ừ. Thấy hả? Ừ. Hai đứa chạy thằng nổi. Hả? Khổ chung với nha. Sao? Quấn cho trung là ăn thôi. Chia phẩm nha. Chết chưa? Sao?
Rồi.
Ra ngoài là phải uống một liều đô bin với nước như vậy, một liều đô bin gì đó. Đó, đây mà đâu có ai kêu đi lấy nước tiểu gì đâu mà sợ. Vô đừng lấy đấy. Nó quầy giấu kìa. Vô đâu đây vô. Cho nó đủ người. Vô đủ người nó mới đủ. Hà vô đây, đã lắm. Vô đi. Rồi tôi với ông Châu việc với lại công. Tôi với ông Châu với Thám việc trong cái máy. Bảo điện với nó nữa. Rồi tôi việc cái máy còn. Rồi. Mình về đi. Bao nhiêu? Quá. Năm tiền đấy.
thấy chung khổ rồi. Thôi, bằng anh hết khổ rồi. Tại sao? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lên. Ủa gì? Ông ngoài dao nhỏ nhỏ đập luôn. Đó. Đây, cơ hội. Tám chiến rồi. Tám chiến rồi, cơ hội nè. Rồi. Trời ơi. Bye bye nha. Con nhỏ chưa 6 năm, lần đầu tổng điểm rồi. Ừ. Ừ. 7 năm. Vô rồi. Vô hệ rồi.
không mày đổi chân. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.